Hôm qua, tờ The Business Times của Singapore đã có bài viết nhận định Hiệp định Thương mại Tự do EU Việt Nam EVFTA đã góp phần đẩy mạnh thương mại hai chiều và giảm bớt tác động của suy thái kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo bài viết, trong khi phần lớn thế giới vật lộn với dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp phong tỏa, EU và Việt Nam đã thúc đẩy EVFTA và chứng kiến thỏa thuận có hiệu lực vào tháng 8 năm 2020. Bốn tháng sau đó, EVFTA đã góp phần đẩy mạnh thương mại hai chiều. Trong nửa đầu năm nay, thương mại giữa EU và Việt Nam đạt 27 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái và là một thành tựu đáng chú ý trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu. Bài báo nhận định, khi dịch bệnh COVID-19 lắng xuống và các đường biên giới quốc tế dần mở lại, Việt Nam sẽ đón nhận một làn sóng thương mại thậm chí còn lớn hơn với EU. Ngân hàng Phát triển châu Á ADB đã dự báo, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2022 sẽ quay lại gần mức tăng trưởng trước dịch bệnh là 6,5%.